Hello everyone, nice to see you again. Today we will learn English 2. My phone is Rachel. Ok. Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ giải đề thi học kỳ 2 của chương trình tiếng Anh lớp 2 sách My Phone Nick nhé. Rồi chúng ta vào bài nào. Đây là một cái bài thi của chương trình tiếng Anh lớp 2 năm 2019 nè. Rồi. Chúng ta làm bài nè. Circle the things beginning with W nè, tức là chúng ta khoanh những cái thứ bắt đầu với chữ W đó. Chúng ta học bài W rồi. Bài đó là chúng ta học cái giếng, well. Cái giếng nè, well. Rồi cái gì nữa, cái đồng hồ nè, watch. Watch. Cái cửa sổ nè, window. Window. Và quả dưa hấu, watermelon. 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 Ok. Read again. Well. Well, watch, watch, window, window, watermelon, watermelon. Okay, very good. Bài số 2, exercise 2. Look at the pictures and order the letter. Look at the picture and order the letter. Có nghĩa là gì? Hãy nhìn vào bức tranh và viết lại những cái từ cho đúng trật tự của nó. Số 0 này, số 0 tiếng Anh là gì? Zero, zero. Nó viết lại nè. Zero. Rồi xe taxi. Xe taxi tiếng Anh là gì? Taxi. Trên đây có nè. Chữ tờ trước. Không là chữ A. Không là chữ X. Chữ X. X. Và tờ chữ Y. Taxi. 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 Nhớ chưa? Rồi, cái bài này, oh my god, cái gì thế này nó bị nhảy trang rồi. Rồi, cái số 2 là cái giếng là gì nhỉ? Cái giếng là well, chúng ta viết lại đây nhé, nó bị lỗi đó. Well, cái giếng là well, viết chữ W trước, xong rồi tới chữ E. Không tới chữ L, well. Well, well, chỗ này bị lỗi nha, bị lỗi đó. Rồi, number 3, exercise 3, write the word, viết cái từ, viết cái từ. Rồi cái đồng hồ tiếng Anh là gì nhỉ? Watch. Các bạn phải học thuộc mới làm bài được nha. Watch, watch, watch. Con bò đực nè, con bò đực rất là dễ, chỉ là chữ O và chữ S thôi. Chúng ta sẽ đọc là ox, ox, ox. Rồi cái cửa sổ là gì? Cửa sổ là window. Window, 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 W, E, N, Z, O, W. Đọc tiếng Anh nè. W, I, N, D, O, W. O, X, W, A, T, C, H. Rồi, cái hộp tiếng Anh là gì? Cái hộp có ba từ rất là dễ. Box, box, B, O, X. Số 6 tiếng Anh là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. S-E-X nè. 6. 6. Và cái giếng. Cái giếng mới ghi trên đây xong. Đúng không? W-E-L-L. 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 Ok. Read again. Đọc lại cho nhớ nhé. Watch. Ox. Window. Box. 6. Well, ok, sang trang tiếp theo. Look at the picture and write the letter. Look at the picture and write the letter. Cái này có nghĩa là gì? Cái này có nghĩa là hãy nhìn vào các bức tranh và ghi cái từ bắt đầu của nó. Ghi cái chữ của nó. Cái chữ cái á. Ông mặt trời là chữ gì? Chữ sun, star, snake. Vậy là ba cái này thuộc bài chữ S. Vase, vase. Violet, violet, violet. Van. Vậy chúng ta sẽ ghi này. Vờ hoa này vào một chữ vờ nhỏ ha. Van, vase, violet. Rồi bài câu tiếp theo. Cái chú này xấu xí quá. Cái bài là chú này là ugly. Chữ U, ugly. Up. Umbrella, umbrella, cái dù. Ugly, up,
umbrella. Vậy bài này bài chữ U, ghi chữ U hoa và U nhỏ nha. Rồi, cái số bài dưới là bài này là cái cửa sổ là window, window, well, watch, window, well, watch. Bài W ghi một chữ hoa, một chữ nhỏ dưới. Rồi, cái bài này là cái gì đây? Ui, ly trà ngon quá. Tea, ten, chi, tea, ten, chi. Bài chữ gì? Bài chữ tờ, viết tờ nhỏ, tờ hoa, tờ nhỏ nha. Bài cái này nè, cái hộp là gì? Cái hộp là box. Six, taxi, taxi. Đây là bài chữ sờ, chữ xr nè, xr nè, thấy không? Rồi, biết sờ hoa và sờ nhỏ. Được chưa? Rất là dễ. Rồi bài dưới là nối. Nối càng dễ nữa. Rồi chúng ta nối này. What's this? Box. What's this? Under. What's this? Con hổ. Tiger. What's this? Well. Cái giếng. What's this? Window. Cái cửa sổ. What's this? Violin. Cái đàn violon. Violin. Chúng ta tìm từ nha. Rồi box. Where box? Box nó xuống đây. Ok. Under. Under. Đây nè, những cái chữ này giống under chứ giống như đọc nè. Rồi tiger. Tiger đâu? Tiger nằm ở đây. Tiger đây nè, thấy chưa? Cái giếng là well. Well nè, well nè, well nè, well nè. Rồi violin. Violin đây, nằm ngay dưới. Violin. Violin. Và cái này là cái window. Window. Window, thấy chưa? Ok, nhìn lại nhé. Box, under, tiger, well, window, violin. Rồi, đề của chúng ta đây là hết rồi. Chúc các bạn học thật tốt và đạt được kết quả cao.